cho phép chúng săn những con mồi khó gặp nếu không đi đường thủy. Với tôi, Everglades là môi trường sinh sôi lý tưởng cho những con chăn ăn thịt người khổng lồ. Tôi muốn thực hành những gì mình đã được học. Tôi muốn bắt bằng được một con chăn bằng tay không. Tôi nghe nói là có một con chăn Myanmar ở đảo Pai, một mảnh đất hoang nằm ở trung tâm Florida. Tôi đi cùng với Ed Mercer, một thợ săn chăn. Anh ấy tình nguyện dành thời gian rảnh của mình để kiểm soát lũ chăn.